Vợ chồng Ngọc Lâm xin kính chào quý vị khán giả ạ. Chị Minh Thơ xin kính chào mọi người. Dạ quý vị khán giả ơi, thì tối hôm nay vợ chồng Ngọc Lâm có một cái niềm vui nho nhỏ muốn chia sẻ cùng tới quý vị khán giả và các bạn gần xa. Đó là trải qua đã 7 tháng mấy rồi nhỉ em ạ? 7 tháng mấy vợ chồng Ngọc Lâm từ khi thành lập cái kênh YouTube Thầy Giáo Tây Lâm đến giờ là giữa tháng 8 năm 2020. Thì bây giờ trải qua 7 tháng mấy thì vợ chồng Ngọc Lâm đã nhận cái niềm vui rất là mừng của từ YouTube. Đó là sau một tuần Ngọc Lâm đăng ký tài khoản Google AdSense và Ngọc Lâm gửi cái mail đề xuất tới YouTube để cho phép bật quảng cáo để kiếm tiền đến quý vị khán giả. Thì trải qua một tuần thì vừa qua ngày 1 tháng 3 thì YouTube đã xét duyệt và gửi mail chấp nhận cho Ngọc Lâm được tham gia đôi làm đối tác của YouTube và bật được phép bật quảng cáo để kiếm tiền từ đây. Đó thì vợ chồng Ngọc Lâm cảm thấy rất là vui. Tuy là mới bật và cái kênh cũng còn rất là nhỏ, chưa có phát triển bao nhiêu và cũng chưa có được cái người xem nhiều và số tiền cũng sẽ là rất ít thôi. Nhưng mà đó cũng là một cái thành quả mà đã vợ chồng nỗ lực cố gắng cả 7 tháng mấy em ha. Cũng gần cả trăm video. Thì trong thời gian 7 tháng mấy qua thì vợ chồng Ngọc Lâm làm cũng cả hơn 90 video rồi. Đó thì hôm nay nhận được cái mail của YouTube thì Ngọc Lâm cũng làm Minh Thơ rất là vui. Và nhân cũng qua đây thì vợ chồng Ngọc Lâm xin gửi lời cảm ơn tới quý vị khán giả gần xa và các bạn trong thời gian qua đã yêu mến này, theo dõi này, đăng ký kênh này, chia sẻ này, like này, comment này để cho vợ chồng Ngọc Lâm có thêm cái động lực làm video và có được cái ngày niềm vui nhỏ nhỏ ngày hôm nay. Em có muốn nói gì với khán giả không? Thì mình thấy cũng giống như là Ngọc Lâm rất là cảm ơn quý khán giả gần xa đã luôn ủng hộ và đã đăng ký cho Ngọc Lâm và Minh Thơ để hai vợ chồng có thêm động lực để mà làm YouTube cho và để mọi người chia sẻ những cái khoảnh khắc về cuộc sống thì thường và những cái hoàn cảnh xung quanh ở gần chỗ Ngọc Lâm và Minh Thơ. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Là thì kênh YouTube của Ngọc Lâm lập ra thì cũng có mục đích là muốn chia sẻ những cái niềm vui, nỗi buồn cuộc sống và những cái mà tích cực yêu đời, những cái mà lạc quan tin yêu cuộc sống để gửi gắm thông điệp yêu thương tới tất cả mọi người gần xa. Thì cũng mong là trong thời gian tới quý vị khán giả và các bạn gần xa sẽ quan tâm nhiều hơn và ủng hộ nhiều hơn, like chia sẻ nhiều hơn, động viên nhiều hơn để cho vợ chồng Ngọc Lâm có thêm những cái tinh thần, những cái niềm vui để vợ chồng Ngọc Lâm có thể làm video nhiều để gửi tới quý vị khán giả cùng xem nhé. Thì nhân dịp hôm nay thì cũng là mùa xuân gần đến rồi, mùa xuân thì cũng đã gần hết rồi nhưng mà vẫn chưa hết tháng riêng. Thì vợ chồng Ngọc Lâm cũng muốn gửi tặng tới quý vị khán giả một bài hát có còn chủ đề với mùa xuân, đó là bài hát Câu Chuyện Đầu Năm. Đó thì sau đây mời quý vị khán giả cùng các bạn gần xa nghe vợ chồng Ngọc Lâm hát phong ca bài này để gửi tặng tới tất cả mọi người nhé, thay cho lời cảm ơn của vợ chồng Ngọc Lâm ạ. Và sau đây là bài hát Câu Chuyện Đầu Năm của nhạc sĩ Hoài An. Xin mời quý vị khán giả cùng nghe nha. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm rụt rối tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ rụ hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn kính chào tình thân bên cạnh lòng những bâng khuâng, năm nay chắc gần tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi.
xuân theo lòng khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trang tin, viết thư thăm bạn hiền, mong lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp mày, gia đình luôn hạnh phúc vơi đầy. Trên bước đường dẫn lời rong mây, duyên vừa đèn y đắm say, ướp nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường dẫn lời rong mây, duyên vừa đẹp y đắm say, ôn nàng xuân đẹp vào tay. Dạ, vợ chồng Ngọc Lâm vừa kết thúc bài hát Câu chuyện đầu năm của nhạc sĩ Hoài An ạ. Đây cũng là món quà mà Ngọc Lâm và Minh Thơ muốn gửi tặng tới tất cả quý vị khán giả gần xa trong thời gian qua đã yêu mến và ủng hộ cho vợ chồng Ngọc Lâm ạ. Dạ, vợ chồng Ngọc Lâm xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Kính chúc quý vị khán giả gần xa cùng các bạn khắp nơi trong nước và ngoài nước luôn an vui hạnh phúc. Nhiều niềm vui trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn thành công ạ. Dạ, Ngọc Lâm và Minh Thơ xin cảm ơn rất là nhiều. Yes, xin chào tạm biệt quý vị ạ.